Tôi xin mời chào tất cả các bác nhá. Anh em thể thấy cái dây nguồn cực kỳ là khủng luôn. Đấy, dòng công suất lớn thì cái gì nó cũng phải lớn anh em nhá. Thì những cái dây nguồn, dây rắc của nó cực kỳ lớn. Đó. Rất là khủng khiếp. Đó, một cục đẩy 4 kênh anh em nhá. Đó, dây này. Dây này nó to như cái ngón tay của bên em của em luôn, anh em thể nhìn thấy không? Rất là khủng. Đó. Rất là khủng khiếp. Đó. Và với cục đẩy ở đây ngày nay xin giới thiệu với tất cả anh em, đó là cục MA1300. Cục này thì sử dụng đến 2 tầng tụ luôn anh em nhé. Mỗi một kênh sử dụng một tầng tụ, mà mỗi một kênh sử dụng lên tới 16 tụ anh em nhé. 16 tụ 10.000 mi 63V anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy đó, mỗi một kênh sử dụng đến 16 tụ, con tụ to như này. Đó, dòng tụ tông đa 2 tầng tụ anh em nhé. Tất cả các đầu cắm của nó là đầu các cắm chuyên nghiệp Spicom và Canon anh em nhé. Có cổng link cho anh em link sang những cụ đẩy khác, hoặc là link sang kênh còn lại, những kênh còn lại anh em nhé. Đó. Con này thì giới thiệu với anh em quá nhiều rồi. Công suất là 1300W, sử dụng đến tới 80 sò, cả bù áp anh em nhé. Cả bù áp, biến áp của nó là bằng đồng và tầm 20 phân anh em nhé. Em đã cạo thử cho anh em xem rồi, 20 đẩy một bàn tay, và lưu ý là size 3U anh em nhé. Sử dụng 4 quạt gió rất là lớn ở đây, 4 quạt như phản lực luôn anh em nhé. Nhưng mà nó quạt to nhưng mà chạy rất êm anh em nhé, chạy rất êm. Nhiều anh em thì cứ sợ là nó ồn đúng không ạ, nhưng mà con này thì nhiều anh em thấy to này thì anh em bảo là con này thì dùng nó sao được cho gia đình, nhưng mà rất nhiều anh em chơi gia đình là chơi con này. Vì tại sao? Anh em thích công suất lớn để đánh ra loa nó được hết chất anh em nhé, hết chất của cái loa luôn. Đấy, thì con này thì rất là nhiều anh em chơi gia đình là lựa chọn. Và con này cũng rất là hay vì nó có cái quạt này, nó auto. Anh em sử dụng công suất lớn thì cái tản nhiệt nó nóng thì nó mới quạt nhanh, quạt to. Còn đôi khi anh em sử dụng công suất nhỏ thì cái quạt này nó chỉ chạy lưu diêu thôi. Đôi khi nó chỉ hai cái quạt nó chạy, đôi khi chỉ một cái nó chạy thôi. Đấy, còn đôi khi nếu mà nó hơi ấm ấm một chút thì nó cả 4 cái nó chạy anh em nhé. Nhưng mà cái đó nó như vậy thì nó sẽ làm cái độ ồn của nó rất là thấp. Khi mà cái độ ồn nó thấp thì nó anh em chơi gia đình rất là sướng, vì nó không gây ra cái độ ồn làm ảnh hưởng tới người nghe, đúng không ạ? Các linh kiện của nó đều là linh kiện rất là đẹp, đều là linh kiện chân cắm hết anh em nhé, chân cắm hết. Và những cái linh kiện chân cắm này thì nếu mà có lỗi thì sửa chữa cực kỳ dễ, xử lý nó cực kỳ dễ. Nhưng mà nói chung là với những cái dòng cục đẩy Class H này thì anh em chả phải lo lắng đâu, hầu như thợ nào cũng sửa được. Đó, và bên em có bảo hành là bảo hành 1 năm cho anh em nhé, bảo hành 1 năm, anh em yên tâm. Công suất của nó là 1300W một kênh, 1300W một kênh ở 8 ohm anh em nhé, 2500-2600 ở 4 ohm. Thì nói chung là tất cả các dòng loa full hiện nay trên thị trường đều đánh được hết, kể cả full đôi 40x100 anh em nhé. Đấy, từ 22x100 thì bình thường nó con này có thể đánh được một kênh, đánh một quả súp kép quay 100 được anh em nhé, súp kép 50x100. Đấy, nói chung là con này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi, độ bền bỉ của nó em đã bán cách đây 4-5 năm rồi, và tỷ lệ lỗi rất là thấp. Và cái chi phí sửa sau bảo hành, ví dụ như là hết bảo hành rồi mà nó bị lỗi thì sửa cũng rất là rẻ, chỉ từ 300-400 nghìn thôi anh em nhé, 300-400 nghìn thôi. Nói chung là tất cả linh kiện đều là linh kiện xịn hết anh em nhé. Nếu mà bên em sửa thì nó phải có uy tín, tất cả linh kiện đều là linh kiện xịn hết anh em nhé, và giá rất hợp lý, chỉ 300-400 nghìn thôi. Nên anh em biết là nó dễ sửa là cái thứ nhất này, cái thứ hai là linh kiện nó sẵn là cái thứ hai, cái thứ ba là nó bền bỉ. Đấy, còn cái thứ tư là con này tiếng nó rất là êm, sò nở gì thì anh em biết rồi đúng không? Tiếng rất là đẹp anh em nhé. Đấy, cái biến áp lớn, biến áp 3U, size này là 3U thì biến áp rất là lớn ở đây, tầm 20, và biến áp đồng. Đó, nói chung là cái gì nó cũng trâu, to khỏe, chỉ tội là hơi nặng thôi. Cân nặng nó tầm 40 cân anh em nhé, nếu mà có thùng thì nó dần tầm 44 cân. Đấy, thì anh em có thể biết khối lượng của nó khá là nặng đúng không? Nhưng mà được cái nó rất là bền bỉ. Rất nhiều anh em thích những cái cục đẩy như này nhá, độ bền bỉ nó cao này, cái chất âm nó đưa ra hợp lý. Đấy, là rất nhiều anh em thích. Đấy, và giá tiền không quá cao, giá là 10.800.000 anh em nhá, chưa gồm phí ship. Phí ship ở miền Bắc thì rơi tầm 300 trên 300,
Còn đâu miền Nam thì 400 trên 400 anh em nhé, vì cái cân nặng của nó cũng khá cao. Đó, rất là đẹp. Nói chung là để kể cả những cái nhôm của nó cũng khá là dày để nó tản nhiệt anh em nhé. 4 kênh riêng biệt anh em nhé, 4 kênh riêng biệt. Đó, vì mạch cũng riêng biệt luôn. Đấy, nói chung là chất dây của nó cũng rất là lớn ở đây anh em thể nhìn đây, rất dây nó rất là lớn. Chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ, độ bền cao. Kể cả anh em đi đánh sự kiện lâu, ví dụ như nhiều anh em bảo là anh đi đánh tầm 8 đến 10 tiếng được không? Anh em bảo là anh đánh cả ngày luôn anh em nhé, đánh cả ngày luôn đều được. Vì con này kể cả trong phòng karaoke em cũng đã lắp. Và nếu lắp trong phòng karaoke thì anh em biết là khí hậu nó khắc nghiệt như nào rồi đúng không ạ? Nhạc dã suốt ngày đúng không ạ? Và nó vẫn chịu được. Còn anh em đi sâu thì quá nhiều anh em dùng con này rồi. Anh em đi sâu đi cả ngày cũng chả sao cả. Tiếng vẫn êm luôn anh em nhé. Đấy, nói chung là giá thành hợp lý, độ bền cao và tiếng hay. Đấy, chơi ngon, chỉ tội hơi nặng, nhưng mà nặng thì nó được cái nó bền bỉ anh em nhé. Các linh kiện nó đều có sẵn. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở những video sau anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.